Tiếp theo là thông tin chính sách. Công văn số 3102 năm 2023 của Bộ Y tế về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023 của Chính phủ, đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% bao gồm: Viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, mức từ 40% đến 70%, quý định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Lưu ý, các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05 thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 56 và Thông tư Liên tịch số 02. Viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05 đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian công tác tại đơn vị trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Về trường hợp viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, thực hiện theo các quy định hiện hành. Thời gian áp dụng thực hiện Nghị định số 05 từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.